Okay, bây giờ cái cổ thì chúng ta có bao nhiêu cái cổ để chúng ta chữa? Nhiều lắm. Đúng rồi. Đó là thông minh. À, lúc này vậy là thông minh á. Tức là hết đầu cái cổ, bây giờ cổ đơn giản nhất á, tại đây giống cái cổ nè. Nếu nó theo giá trị đối lại cái đầu mũi là mông. Nếu tôi lấy trán làm đầu thì nó có một cái đầu ở chỗ trán là giữa cái ánh đường này, ví dụ để mình kể là để mình bắt gió đó, mình hay bắt gió ba điểm đó ở giữa này gọi là ánh đường số bao nhiêu hả? Cũng không thấy luôn, số 12. Ok, nếu ta lấy cái sơn căn này làm giống cổ gáy, nếu cái trán làm đầu thì cái sơn căn giống cổ gáy, thì hai cái đầu là hai cái lông này á sẽ giống hai cánh tay. Hiểu không? Nó theo giá trị đối đãi, tại này có, tại kia có. Rồi lúc bây giờ là cái sống mũi là sống lưng, cái đầu mũi là hai cái mông, hai cái khớp lệnh là hai cái bắp đùi, hai bắp lệnh này là hai đùi này. À, cái ụ càm này thành cái gót chân. Đó, thì cứ như vậy á thì nó diễn biến ra. Thì như vậy nếu bây giờ nó đau gáy, ta có thể bấm ở hai cái cho biết gáy là vừa cái điểm giữa cổ và vai gì, thì ta nắm ngay cái điểm giao của nó là ở chỗ này, vẫn có thể giải quyết được cổ gáy này. Hai cái đầu mày á chứ sơn căng. Thấy không? Nắm được yếu tố đó chưa? Rồi. Bây giờ hết cái cổ gáy đó rồi mà vẫn còn cứng phải không? Thì ta áp dụng cái đây nè, hai cái thái dương để chỗ này nè, đây là học sọ rồi, thì cái dùng sủng này nè sẽ liên hệ với cổ gáy. Ta vuốt từ lần trước ra lần sau nè, vuốt qua tới đỉnh tai, cái đỉnh tai nè, cái đỉnh là cái điểm cao nhất là thót, là của lo tai. Ta đè cái đỉnh lo tai đi vào trong chân tóc, từ cái điểm chí mí đó lên một thốn, tức là bề ngang một ngón tay đây nè, lên một ngón tay thì ta vuốt ngang cho nó, vuốt đại nè, đè vô đây ha, là chí mí của lỗ tai, từ cái chí mí này lên một thốn, tức là bề ngang một ngón tay. Ai mà cứng cái gáy ta chờ cho nó lát cái gáy nó nhẹ, hiểu không? Nếu nó có điểm đau luôn luôn là phản xạ có điều kiện, phải có điểm đau mới gọi là tương ứng, không có điểm đau là không tương ứng. Ta vuốt tiếp ở đằng sau này nè, ta thấy có hai cái cục ở đằng sau gọi là xương chủng, hai cái cục này nè, tên quyệt á người ta đặt tên là an niên, an niên niên là ngủ. Vuốt vào chỗ này nè và giải quyết cái cứng gáy cũng rất là hay, và đồng thời nó cũng giải quyết được chứng mất ngủ. Cho nên vuốt cái đằng sau cho cái dùng cái xương chuẩn này, vuốt từ đằng trước rồi đằng hai cái lỗ tai đi vào trong, rồi vuốt theo hướng từ dưới lên trên, thì thế nào cái gì cũng trúng một quyệt nếu nó làm. Cái tên của nó ngày hôm qua tôi có nói tên nó là tên là phong trì, cho nên chúng ta trúng gió bị cua răng le đó, là tại nó lạnh lì đằng sau cái gáy, nó lạnh tới nó khóa ngang cái đó, ta cảm thấy ta quay trầm trầm, mặt mày xanh dời, máu không ngừng đầu, mồ hôi giả ra như tắm. Đó là cái triệu chứng đầu tiên của sốt đó. Do đó cho nên mình làm như vậy là nó cũng giải quyết được cái phần cổ gáy. Mà tới đây rồi không giải quyết được nữa phải không? Nó có cái gáy, cái cổ gáy thứ hai, rồi lấy cổ tay làm cổ gáy. Ta vuốt từ cái ngang cái khớp của bàn tay và cẳng tay, ta vuốt giữa vô nó có hai cái xương, nó vô cái rãnh của hai kẻ xương. Quý vị thấy cái rãnh đó không? Mà nếu quý vị để bình thường cái tay về nó yếu lắm, mà quý vị kêu người bệnh nắm cái tay lại về, quý vị vuốt vô cái xương nó rõ lắm, vuốt rất rõ. Người xưa đó nói rằng cái việc tam dương lạc này nè, nó giải quyết được cái chứng tiêu hóa và cái chứng bị cúng. Cứng gáy mà nặng cứng không quay được á, vuốt cái cho lời thật mạnh và vừa đè, gọi là cái kỹ thuật của massage gọi là deep tissue, tức là ấn sâu. Vuốt bằng cái thân này mà vuốt mà nó đau như có một cái điểm cộm lên như trái chanh á là càng tốt. Cứ vuốt như vậy là cái gáy sẽ nhẹ, hiểu không? Rồi cái điểm thứ kế tiếp, cái gáy này giải quyết không hết thì dùng cái gáy nào?
cái gáy nãy nè, nếu đây làm đầu, hai ngón tay này làm cánh tay, thì cổ gáy có phải nằm ở cái kẽ tay của chỗ này không? Hả? Đúng không? Thì ta nắm cái chân dịch này mà ta vuốt ra nè, mà đau như dao cắt là ứng, mà không đau ta tìm điểm thứ hai, không đau tay bên này ta tìm tay bên này, hiểu không? Bây giờ ở đây đầu nè, thì ở đây phải hai ngón tay nè, mà tay đau thì dài đó nè, dài đầu gáy đó, ta nắm cái kéo gáy đó. Cho nên mỗi ngày trong bài vận động dưỡng sinh tôi khuyên quý vị vuốt là như vậy. Tự nhiên những cái bệnh gì không biết mãn tính lâu đời nó hết lúc nào mình cũng không hay luôn. Cho nên cứ làm đi, nó có là hại vậy mà chỉ có lợi thôi. Tại vì con đường của chữa bệnh á, người xưa nghĩ một câu rất vô cùng triết học, gọi là minh triết mà đơn giản, là chữa bệnh tất cầu kỳ bản. Chữa bệnh á là phải cầu cho được, tất là tất yếu. Tất yếu, tất cầu, kỳ bản. Bản là gốc. Chữa bệnh phải đi tới rốt ráo ở chỗ cái tận gốc của nó. Cho nên người xưa những dân y á, chữa bệnh á, bảo rằng là bệnh á, bổ ba thang, cứu ba liều. Sau ba thang nó không hết là phải trở. Trong cái vụ của uống thuốc tiếp xúc. Ngày nay chúng ta có những bệnh mà chúng ta phải uống thuốc mãn đời, và đôi khi còn tăng đô nữa là khác, đúng không? Thì như vậy là phải nói làm sao? Không có cầu kỳ bản rồi. Kỳ bản ở đây đó, có nghĩa là cái gốc của vạn hữu. Mà vạn hữu là đồng nghĩa với vũ trụ. Vạn hữu đó, tức là vạn loại, đồng nghĩa với vũ trụ. Mà vũ trụ là cái gì? Vũ là không gian, trụ là thời gian. Không gian và thời gian gặp lại mới thành vạn, mới thành vũ trụ. Mà cái điểm gặp này đó chính là con người. Cho nên vũ trụ không có là cái gì cả, tự tâm sinh, chứ không ai chế ra được. Do vậy cho nên nếu khi chữa bệnh tắc cầu kỳ bản, có nghĩa là vạn hữu không ngoài âm dương, thì chữa bệnh làm sao để cái cầu âm dương đó nó kết nối với nhau được, thì mọi việc nó sẽ sinh và nó biến chuyển, mà biến chuyển không cần nghĩ. Cho nên nói đơn giản là thống bất thông, thông bất thống. Cho nên nước có chảy là nước trong, nước trụ lại nước ao tù là nước đục. Cho nên hãy khí huyết ra lưu thông thì mọi chuyện đau nhức sẽ giảm. Và cái biểu hiện dễ nhất, dễ thấy nhất là hai yếu tố của âm dương, đó là ăn ngon và ngủ được. Các bạn chữa cái kiểu gì cũng được hết. Mà nếu các bạn chỉ cần đạt được hai cái điểm này thôi, là người ta tối nói gì, ta ngủ ngon hơn trước, người ta cảm thấy bình miệng ăn ngon hơn, thì tất cả những điều đó các bạn đã thành công. Và ngày hôm sau quý vị gặp người ta lại, cái khí sắc người ta khác liền, nếu nó không lừ đừ nữa. Mà rồi bây giờ mình đi tiếp hết cái gáy đầy đời, phải không? Vẫn chưa xong, mình có thể đi nhỏ ra các đầu ngón tay nè. Hồi nãy đó mình nói cái đầu đây, phải không? Thì hai cái ngón tay nè làm cánh tay, phải không? Mình lấy này làm gáy, phải không? Bây giờ mình chơi cắt cớ, mình nói rằng thầy nói vậy đó, tam tài thu nhỏ, vũ trụ, vũ và trụ kết hợp với con người, tức là kết sự kết hợp của không và thời gian, của ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, kết thành con người hay kết thành vũ trụ. Thì như vậy cái ta đó, nếu tôi lấy ta ở ngón tay đó, tôi thế cho con người được không? Được. Cho nên người ta có thể xoa bị cứng gáy đó, ta xoa cái mắt ngón tay thứ tư này, tại nó liên hệ tới cái quyệt tam tiêu, tới cái tam tiêu kinh, nó chạy từ đầu thân và cho tới chân. Do vậy cho nên nếu ta xoa cái mắt thứ nhất này nè mà nó đau, khi ta cứng gáy ta xoa vào cái quyệt quan xung cứ nằm ở vô cái góc ngón tay này, ta ấn ra đau vô tình cái gáy nó nhả.
ngứa cái mới ngứa bệnh lâu mà. Như bị gì mình đã áp dụng nguyên ước đầu ngón tay cũng là đầu, thì dưới đầu ngón tay là móng, sau móng là cổ hoặc ghế, đúng không? Nó có ba mắt, đúng không? Thì như vậy á, hoặc là quý vị nói vô nãy lấy cái này làm đầu nè, thì cái này làm gáy nè, phải không? Phải không? Mà nó vô tình nó đau ở cái mắt này á, vẫn được như thường, vẫn xoa nó trị được cứng gáy. Rồi bây giờ sao tới cái gáy rồi, giờ tới cái gì? Tới cái bả dài hay là cái dài, đúng không? Thì cái gáy cái dài nó đi liền với nhau. Thì thường thường á, bây giờ mình lấy bàn tay mình tính nè, mình nếu lấy về lần đầu nhưng mình không gáy nó nữa, bây giờ lấy ngược lại, dương âm đồng chất thể, tùy theo cái điểm đứng mà để xác định dương âm, chứ không phải dương âm tuyệt đối. Dương âm tuyệt đối là dương âm chết. Thí dụ như vậy nè, giờ này của ca ra là 9 giờ đi à, đúng không? Thì cái giờ bên Đức nó khác à. Cho nên bên đây á, mình nói nó đang là ngày thì mình bảo là dương, nhưng mà bên Việt Nam á, giờ này nó là đêm, cho nên nó lại là âm. Cho nên mình đứng ở một cái chỗ của cái âm dương á, nó có tính tương đối theo cái địa phương, theo cái không và cái thời gian đó, chứ không phải lúc nào âm dương cũng tuyệt đối. Nếu âm dương tuyệt đối là chết, chết ngắt liền đó. Rồi bây giờ mình lấy, hồi nãy mình lấy tay làm đầu, ngón tay làm đầu, một ngón tay giữa làm đầu. Bây giờ mình không lấy cái làm đầu đi, mà trong trường hợp dai bị cứng thì bây giờ mình đổi nè. Cái cổ này á cũng là cổ, nếu mình lấy cái này là cổ gáy nè, thì cái này là cổ họng, đúng không? Tại vì nó trước và sau. Giờ mình ngược lại, mình lấy ngược lại nè, đó là tại mình để vậy, mình để xuống vậy nè, mình lấy cái này làm, lấy cái này làm cổ gáy, thì cái chỗ này nè, từ cái chân của cái khớp ngón cái với là bàn tay nè, nó sẽ giống cái quy ước. Nhìn lại nè, hai cái xương bả vai sau nè, nếu cái đoạn này làm cổ nè, thì cái xương bả vai ở trong vị trí này nè, thì quý vị sẽ thấy nó giống cái này không? Nếu mình lấy cái này làm cổ, cổ nè, xương bả vai nè, giống cái đường cong này không? Mà khi nó giống cái đường cong này rồi gì, thì lập tức cái nách á nó chạy giống đây, thì cái đỉnh vai á nó nằm ở đây. Giờ tưởng tượng đi, xương bả vai nè, theo đường cong nè, đỉnh vai nè, cái nách nè, giống không? Chân gáy do đó khi nó vuốt trên này mà tự nhiên nó lao á, có nghĩa là cái vai ta đang cứng. Nếu cái bụng không bao thì cái dây đang cứng, cho nên chà vào cái này mà lao á, có nghĩa rằng là cái chân cổ gáy bị đau, cái dây bị tức và cái bụng ăn không tiêu, nó dướng vô cái chỗ này đó. Như vậy cho nên khi ta chà ở đây, ta giải quyết cái dây rồi, chỗ này nó hơi khó tưởng tượng chút, mà tập nhìn biết nó sẽ quen. Khi giải quyết được cái dây này rồi mà các cái đơn trên này nó không báo và là nó đồng mà nó không ứng, ta đi tìm tiếp cái dây nữa. Bây giờ cái dây kế tiếp nó nằm ở đâu? Giờ cái chỗ này bây giờ tưởng tượng chút xíu nha. Ta tưởng tượng ở đây là ngón chân cái, mà ở đây nó là ngón chân út. Thì cái mắt cá chân nó nằm trong vị trí này, gọi là mắt cá ngoài. Ta lấy theo cái rãnh của ngón thứ tư và thứ năm, cái rãnh giữa ngón thứ tư và thứ năm từ ngoài này đi vô. Ta gặp tiếp tuyến, tiếp tuyến là cái đường tiếp xúc với cái mắt cá ngoài ấy,
ngang ở đây nè, sẽ gặp cái đường tiếp tuyến này từ đây ra khoảng một và hai ngón tay, nó sẽ gặp một điểm cực đau, thì cái chỗ này ta giải quyết được cái khớp dai. Khi dai nó bị nặng á, lý do tại sao ta chọn cái chỗ này làm dai theo cái lý đồng hình, ai nói chúng là cho thưởng xuống núi. Tưởng tượng chút xíu ha. Lý do tại sao nếu chúng ta lạc cái chân á, ta lấy dương làm âm làm dương, ta đổi ngược cái gót chân lên, đổi gót này làm đầu nè, ở đây nó là cái kheo đầu gối. Nếu ta đổi như vậy đó thì cái vị trí này nè, nếu lấy cái gót làm đỉnh đầu, cái gân gót chân làm gân gáy, thì ngay cái khớp mắt cá này nó sẽ đồng với lỗ tai, đúng không? Cái điểm cao nhất là lỗ tai, thì dưới lỗ tai là dài. Như vậy cái dùng đường cong này nếu nó không phải là tai, thì tới một lúc nào đó, hôm qua mình học tai, lỗ tai, tai đồng tai, cho nên cái khớp của mắt cá này sẽ đồng với khớp dai, hiểu không? Đây này, nhìn về này mình ép nó vô nè, ép thu nhỏ nè, gót nè, phải không? Đi xuống đi lỗ tai phải không? Thu nhỏ nè, thì cái đoạn này nè với cái này giống nhau, nó khép lại, giống như cái khớp dài đó. Cho nên ta chà ở đây đó mà vừa giải quyết được cái đau của cái bả vai sau, mình lật ngược lại làm cái chân trong á. Tức là bây giờ hồi nãy là má ngoài nè, bây giờ vô má trong nè. Ở đây cũng là ngón cái. Thì cái vùng mắt cá đó, trong á, chỗ này nè, nó sẽ thành là khớp dai trước. Cái mắt cá ngoài á, nó là khớp, là bả dai sau và khớp dai sau. Thì cái mắt cá trong nó theo cái lý đối đãi, nó phải thành trở thành là khớp dai trước. Có nhận ra được cái khớp đó không? Chúng ta đặt cái chân lên hồi nãy nè, lúc ta ngồi trong cái thế vận động dưỡng sinh á, à, lạc lên là thấy khớp nè, cái đỉnh lầu cao nhất của xương mắt cá nè, lạc lên thấy không, khớp nè, thì cái này á nó sẽ đồng với lại khớp dai ở trước, à, như vậy cho nên nó lại đi chéo, cái hiệu năng của việc đi chéo là ấn cái chân bên mặt thì dai trái nhẹ, ấn bên trái thì cái vai phải nhẹ đó. Hoặc là hồi nãy ta lấy cái ngày qua tôi có chữa cho một vị đó bị cái khớp đó, thì cái lỗ tai này nè đồng tai, thì cái khớp rắn này nè giữa chân tai và cái đầu á cũng là cái đầu khớp dai đó. Tùy theo cái lúc bây giờ mình đứng đi, nhưng mà cái quy ước để đi trọn nguyện mình phải dựa vào một cái nguyên lý thống nhất, mà không được đi xa cái đó thì nó nhớ mới dai, mà không cần phải học nhiều. Có nhiều người đó, tôi có một anh học trò ở Minh Đức á, anh có hai cái nhà hàng, coi như hai chồng làm ăn rất là thành công, mà lúc nào bà vợ cũng sợ cái ông chồng này nhậu với đó, tại vì làm việc mà anh nhậu à. Thì anh nói rằng thầy có biết là con bây giờ đó, con đi về Việt Nam bị Bộ Ngoại giao nó giữ, vì lý do con chữa bệnh giỏi quá, nó giữ con lại, nó bắt con chữa cho nó, chữa cho mẹ nó, xong rồi nó lái xe nó chở ra phi trường, con cũng quỳnh nó, con không dám ở lại luôn. Tức là hồi nhỏ học với nhau, lớn lên mỗi đứa đi một phương, tự nhiên bây giờ thằng này nứt điện ra chữa bệnh giỏi rồi, tụi nó mày học đâu lẽ, nó có học dùng YouTube cái học đâu, nó bây giờ học bằng cách nào, nó mày cứ học với tao đi. 12 giờ đêm là cái giờ quán tao đóng cửa đó, là tao học.
mà học đầu tiên còn nhìn cái hình con tới con mắt nó buồn ngủ quá, ngủ không nổi là cứ gục lên gục xuống, nhưng mà cái tai cứ có nghe, chính cái nghe thôi mà nó nhớ ra cái hình đó là. Do vậy cho nên đó, tôi mới nói quý vị rất là đùa mà trúng, là càng không ghi nốt, cứ càng nghe, nó lọt được chữ nào vô chung đó rồi tự động nó bùng nó nở ra. Rồi mình ngồi mình nghiên cứu, mình cứ vẽ lại mấy cái hình thì mình sẽ thấy y vậy đó. Cho nên cái này đó là mắt cá. Thì mắt cá đồng với khớp dây, thì như vậy trị được khớp dây, tức là trị hoặc mắt cá ngoài hoặc cá đồng, nếu các cái điểm bên trên nó không bằng. Giờ mình đi xuống tiếp theo, cái khớp dây thứ hai của những người bị bệnh gao hay là gút. Nè, khớp dây này. Nếu ta lấy ngón là cái làm đầu, cái khớp thứ nhất sẽ thành cái gì? Cái này phải không? Từ đây tới đây là đầu này. Thì cái khớp thứ nhất đi vô tới cái eo này nó là cái gì? Cổ. Đúng không? Mà dưới cổ là ngực, dưới ngực là bụng. Cho nên chỗ này ngực nè thì liên hệ vai trước và sau đồng, đồng nhất thể, chứ đâu sẽ tách rời được, phải không? Đúng không? Cái này nè, đầu nè. Khớp thứ nhất là đầu, khớp thứ hai là cổ, khớp thứ ba là ngực, bầu ngực, phải không? Bầu ngực thì đối xứng với bả dày. Cho nên mấy người bị bệnh gút á, là cái gan nằm đây nè, nó sưng lên, cho nên hơ chỗ này là giải quyết cái lá gan. Lá gan chạy ngang đây mà, phải không? Do vậy cho nên hơ ở chỗ này đó, mà cái dai của họ nhẹ, cái cục này nó tiêu dần, nó co lại. Yeah. Nếu mình lấy cái eo bằng chân mình làm cái dạng đó, giờ mình lấy sống bằng chân nè, thì cái này làm đầu, cái này làm gáy, cái này làm vai. Cho nên nhức ở ngón tay vừa út, đau rất là dữ dội, mà kẹt theo kim thêm nữa là cái khớp dây bị đau, mà không biết làm sao nắm vô tình đụng cái chỗ ngón út nè, ta vuốt cái kẽ chân này nè mà đau, nó nắm ta kéo ngón út nó ra thì cái dây này nhẹ, cái cổ tay này, cái ngón út này hết đau. Quý vị không tưởng tượng nội sự diệu kỳ của tạo hóa. Có một cô đó, cô kể cho tôi nghe thế này, ở Alabama. Cổ đó con vô tình, con đi trên một chiếc xe chơi với mấy đứa bạn trẻ, gái trai trẻ, cái ngày gì nó vui đi chơi. Ai về tụi này nó nằm trong nhóm băng đảng bị thanh toán mà con không biết. Nó bắn qua cửa kính, nó chạy sát qua cửa kính nó bắn. Viên đạn xuyên qua kẽ tay, giữa hai cái cẳng này là xuyên qua luôn. Mà nó hên một cái, nó đi nhanh quá, nó không tức gần. Nó không phá gì hết mới lạ. Nhưng mà nó chỉ một phần nào đó của cái thần kinh này làm cho cái tay này bị treo. Tay bị treo. Thì cô nói, cô học xong rồi cô về, cô nói bây giờ làm bên này hoài không hết, làm trên này không hết, làm dưới chân không hết, nó nhớ thực làm lại. Một lúc bị nó ứng là nó nhức ra tới cái ngón út nè, mới phát giác ra điều đó. Thì vừa đụng vô với ngón út này nè, nó chạm nhanh như điện giật, nó đau đến độ không tưởng tượng nổi. Cứ ráng bình tĩnh, nước mắt ngắn dài vậy mà vuốt, mà cái này nó tả ra, nó giảm đau. Thì cổ muốn hỏi tôi tại sao mà chữa dưới cổ dưới cái ngón chân út mà giải quyết được cổ ta, tại biết hay không? Cho nên trong cái thân thể của mình á, không có gì thừa mà cũng chẳng có gì thiếu. Thiếu là tại mình dưỡng, mình đặt tên cho nó là ruột thừa, chứ nó không thừa. Cái gì nữa, mình không biết công năng tự nhiên mình lạc ẩu vậy. Mình nói ruột thừa, bây giờ các bác sĩ tần mới đây mới thấy rằng nó không thừa nữa. Do vậy cho nên nội cái mổ Amida này thôi á, 50 năm về trước có người bảo nên mổ, có một số người bảo không nên mổ vì nó là một trong những cái để làm giữ lại sức đề kháng cho con người, nó là kháng viêm kháng thể được. Cho nên tranh nhau cãi nhau hoài. Nội cái tiền trả thôi đó, mà chính phủ trả hàng năm lên nước Mỹ đó, khoảng 5 tỷ cho tới 5 tỷ mốt. Cái tiền đó đủ nuôi một nước Việt Nam mình một năm. Với tiền tạ không? Cho nên xứ Mỹ nó cái gì nó cũng quá lớn, mà nó lớn quá nó đẻ ra nhiều cái không khao hơi nổi. Nên trở lại vấn đề là nếu chúng ta làm những cái này, ta thấy nó rất có tiện ích, ít nhất chúng ta cũng có thể giữ gìn được một phần nào đó.
ở trong cái sức khỏe của chúng ta. Còn nếu không á, mình cứ phó thác đời mình cho y học phương Tây á, hay là mấy ông mà gọi là lang băm á, lang thang lang y gì cũng biết, thì là cái kiểu mình sẽ chết nếu mình bị chẩn đoán sai lầm. Cho nên ông Lương Văn Kế là một vị thầy già, cha có người bạn với chúng tôi, anh ổng cũng là bác sĩ trong gia đình để y học, mà ông dặn mấy đứa con, tụi mày không ráng học để chữa cho vợ con mày á, thì mai mốt chính tụi nó giết vợ con mày hoài hôm nay. Cho nên mình nói như vậy không có nghĩa là mình đổ oan đổ ức cho người ta, nhưng mà trên sự thật này người ta làm mệt quá, người ta làm ẩu đó là chuyện thường. Cho nên một ông bác sĩ, một nhà, một linh mục mà là bác sĩ tim mạch, ông gặp tôi Minh Đức à, tôi mới hỏi nguyên nhân tại sao ngài muốn gặp con. Ông nói đơn giản lắm, tôi xem YouTube của thầy 3 năm nay rồi, thì tôi áp dụng cái này vô trong cái dưỡng đường của nhà chung của chúng tôi đó. Chúng ta được, tôi thấy nó có kết quả. Và bây giờ Chúa đã đáp lời kêu gọi của tôi, cho nên tôi được làm ông. Ông nói, tôi xin lỗi cha thương con cho nói vậy, chứ con không dám nhận cái đó. Thì ông nói không, tôi nói thật. Bởi vì đó, cái cung cách của thầy khi thầy hỏi mình người ta đó, thầy hỏi sao bệnh có bớt không, sao bệnh nó có diễn tiến khá không, nó hơn. Còn người ta nó đến người ta check up hàng ngày ở phòng mạch của bác sĩ đó. Y tá làm gì không là bác sĩ không hỏi tới, tại vì tới để lãnh thêm thuốc mà. Thì hỏi chi, thì đưa cho nó lẹ. Cho nên ông nói rằng chính cái thực tế đó làm cho mình có một cái suy nghĩ, nếu bệnh nó hết không phải tăng thêm thuốc, và nếu nó đã hết thì ít nhất phải có một hạn kỳ để check up. Chứ tại sao phải cái đi quên rồi còn phải gọi điện thoại đi tới check up nữa. Hình ảnh cho nên ông nói rằng cái cách làm việc như vậy nó người phương Tây mình bị một cái bế tắc, nhưng mà mình vì cái ru cái luật của nó mình đổi được, mình nghĩ ra là nó hại mình. Cho nên ông nói là có nhiều cái lúc ông làm ra mà bác sĩ bữa đó nó tới ngày trực y tá như vô kịp, mà phải rút mấy cái ống niệu của mấy bà đó. Ông nói tôi cũng mới nhắm mắt làm thôi chứ giờ làm sao. Đó là lương tâm của người thầy thuốc. Còn bình thường đôi khi ở bên ngoài người ta làm mệt, người ta đâu kể nó cả chuyện của nó. Cái xã hội phương Tây nó phân tư duy vậy, anh làm bà bảy đuổi chịu trách nhiệm. Mặc dù anh là có cái thiện tâm anh muốn giúp người ta, nhưng mà anh làm vô tình nó bị cái tình gì đổ thừa mình, cho nên né trách nhiệm là không dám làm. Còn cái phương tâm của mình nhìn cái sự kiện gì nó cũng mắc xích với nhau, cho nên mình nghĩ cái đơn giản, cái cách giải quyết của mình nó khác. Ok, bây giờ qua tới góc giai đoạn hả ông, trở lại vấn đề đi xuống cái chân. Khi ta giải quyết ở hai mắt ác chân rồi là xong cái gì, thì nhớ vai và cổ đi liền với nhau. Ở vai nhẹ là cổ nhẹ, cổ nhẹ là vai nhẹ. Lý do ở đây chúng ta gọi cổ chân, mà cổ chân thì đầm cổ gáy, gót chân đầm óc. Cho nên đau gót chân ta chữa ở óc, đau ở cổ gáy ta chữa ở gót. Hơi lộn xộn, hơi lộn xộn rồi đó. Tôi nghe có một về hay thì lộn xộn. Đau trên chữa dưới là đau óc nè, đồng âm dưới gót. Là cổ chân là đau gót phải không? Chữa ở óc. Không chưa? Được.